À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của Hoàng Bách Channel và thưa quý vị, ngày hôm nay là à, thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2024 thì quý vị biết ngày hôm nay đó là ngày thứ hai của hội nghị của đảng dân chủ tại Chicago, thưa quý vị, 4 ngày thì họ bắt đầu là ngày 19 là ngày hôm qua và 20 tới ngày 22 thì mới bế mạc. Ngày hôm nay thì chúng tôi có thưa quý khán giả trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và cũng mong quý vị hỗ trợ cho chương trình bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình. Năm nay là mùa bầu cử cho nên rất là quan trọng. Người ta cho rằng là cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử qua nhiều thập niên, qua nhiều uh, uh, thập niên thì đây là cuộc bầu cử quan trọng thưa quý vị. Thì bây giờ chúng tôi vắn tắt đi gửi đến quý vị. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi cố gắng trong tương lai đó chúng tôi làm những cái chương trình ngắn nhưng mà chỉ một chủ đề thôi một chủ đề để thảo luận với quý vị và bàn cãi với quý vị và mong quý vị viết uh, có thể ra comment để cho chúng tôi có thể có cơ hội trả lời hoặc là chúng tôi có thể chọn những cái chủ đề thích nghi để mà gửi đến quý khán giả của chúng ta cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn thảo luận đó là các cụ mình thường nói là gậy âm đập lưng âm tại sao chúng tôi nói điều này cái điều này đó nó có tác dụng mà các, các cụ mình thường nói đó, gậy âm đập lưng âm nhưng mà lúc mình còn nhỏ đó, thì mình nghe mình không hiểu nhưng mà bây giờ mình mới thấm thiết đúng vào trường hợp của ông trump à trong cái vắng bài ngày hôm nay trong cái cuộc tranh cử thưa quý vị ông trump đó ông nói về tuổi tác bây giờ tuổi tác nó có tác dụng đối với ông trump trước đây đó thì ông trump ông chỉ đích có vẻ là qua những tháng vừa qua đó thì quý vị biết là ông Trump ông chỉ trích ông Joe Biden là ông là già rồi ông đi đứng chậm chạp ông nói năng lạng quạng nhớ trước quen sau à, bây giờ đó thì cái tình thế nó đảo ngược khi mà ông Joe Biden ngày 21 tháng 7 ông trao lại ngọn đuốc à, ngọn để mà chạy đua vào tòa bà đốc cho bà Kamala Harris thì cái tình hình nó hoàn toàn nó thay đổi vì vậy mà ông Trump bây giờ phải hứng chịu những cái đòn tấn công từ phía bên đảng dân chủ thưa quý vị những đòn tấn công đó bây giờ đã tình nó đảo ngược nó đảo ngược tình thế bây giờ chính ông Trump là cái người lớn nhất và ông Trump năm nay 78 tuổi rồi cho nên bây giờ ông Joe Biden rút lui rồi thì cái tình thế nó không còn còn nữa mà bây giờ bà Kamala Harris là cùng tuổi hay là nốt một cách khác là con rồng đó nghe thưa quý vị bà camera Rick năm nay là năm mươi chín tuổi và ông ông Tim War đó, thì ông lớn hơn bà đâu có năm bảy tháng này tức là con rồng không không biết con rồng năm nay có làm được việc không nhưng chúng tôi nghĩ là con rồng này làm được việc thì trong các cái cuộc thăm dò toàn quốc của Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua đó thì họ cái cuộc tham dò này nói về tuổi tác thôi thưa quý vị chứ không phải là tham dò nói về cái sự thắng thua nhưng mà nó đưa ra cái, cái về tuổi tác thì Một cái à, của à, cái mặt cái law school à, họ họ dùng cái sự tham dò thì họ đưa ra như thế này có 57 phần cử tri cho rằng ông Trump đó nên rút lui vì ông đã già rồi ông không còn thích hợp cho cuộc bầu cử này nữa bởi vì cuộc bầu cử này phải để người trẻ 57% ngân thưa quý vị. Trong cái thời gian mà ông Trung ông 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 Joe Biden còn ở lại thì ông Joe Biden tới 79%. Chúng tôi nói cái cái tham dò trước đây đó, họ nói ông Joe Biden 79% yêu cầu của ông cũng nên rút lui để nhường lại cho các thế hệ trẻ. Trong khi đó bà Harris á, thì đâu có 13%, họ nói tuổi tác hơn. Trong nhiều cuộc tham dò về tuổi tác đó thì chúng ta thấy đây là cái vấn đề mà có cử tri rất là quan tâm thưa quý vị, quan tâm về tuổi tác, quan tâm về chính sách, nhưng mà một trong những cái vấn đề mà họ quan tâm là cho rằng là tuổi tác, đoạn dân chủ đó, bây giờ theo cái từ uh, Politico, uh, Politico đó thì họ nói đoạn dân chủ gần như là bây giờ kể từ ngày mà tổng thống joe biden ông rút lui, ông trao lại cho bà uh, camera harris. Đó, thì bây giờ cái gánh nặng trên đảng dân chủ nó không còn nữa mà nó là chuyển cái gánh nặng đó qua bên đảng cộng hòa bây giờ đảng dân chủ đã vô hiệu quá bây giờ họ đã vô hiệu quá cái cách mà ông trump trước đây đó ông tấn công ô đảng dân chủ gì đưa một ông già ra để lãnh đạo thế này thế kia thì bây giờ nó hoàn toàn nó trái ngược đó thưa quý vị cái điều này đó nó trái ngược mà nó dồn dồn dập thứ nhất là như chúng tôi thưa đó là cử tri mỹ Tại sao họ phải chấp nhận một cái người mà ra ứng cử vào tuổi à, 78 rồi? À, thì bây giờ đó họ trước đây họ nói ông Joe Biden thì cũng có lý nhưng mà ông Joe Biden ông nghĩ là ông có thể thắng được chỉ có ông mới thắng được năm 2020 ông thắng được ông Trump chỗ này ông nói là bây giờ này ông có thể thắng được nhưng mà không cái tình thế nó thay đổi vì vậy sau khi mà ông dân chủ họ áp lực họ nói thôi ông qua cái cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 đó tôi thấy ông yếu quá rồi ông nên nhường lại ông không có cơ hội ông khó khăn để mà thắng ông trump thì thôi nhường lại và cuối cùng đó, là ngày 21 là ông nhường và tính cho đến nay là ngày hậu nghị của đảng uh, dân chủ thì quý vị thấy nó đã thay đổi toàn diện đầu thưa quý vị bà harris bà nói là cuộc đua năm 2024 không phải là cuộc chiến giữa bà với ông donald trump Chúng tôi xin lặp lại. Bà Camera Harris lập luận rằng à, cuộc bầu cử năm 2024 không phải là cuộc chiến giữa riêng cá nhân tôi và ông Donald Trump. Mà đây là cuộc chiến định hình con đường 4 năm tới của chính phủ Mỹ. Tầm nhìn của chúng ta như thế nào? Bởi vì ông Trump đó là ông muốn kéo nước Mỹ đi về quá khứ như là tạo ra cái sự phân hóa, tạo ra cái chia rẽ, tạo ra cái sự kỳ thị chúng tộc, vân vân và vân vân trong khi đó bà Kamala à, bà nói là bây giờ mình phải hướng về phía trước phải tấn công về phía trước phải nhìn về nước Mỹ trong tương lai không thể khép lại quá khứ để mà nhìn về uh, uh, tương lai thì chúng ta biết là bà camera Harris nói như vậy còn ông Tim Cook thì ông nói như thế nào ông Tim Cook thì ông nói năm nay thì ông cũng 60 tuổi như chúng tôi thưa ông công khai nói vì tuổi tác ông Trump đó ông nhận định như thế này đó thưa quý vị ông nói ông Trump Trăng cái trạng thái thấy có vẻ kiệt sức và năng lượng rất là thấp ông đề nghị với ông trâm đó là nên nghỉ ngơi vào cuối tuần đây là chắc cũng nó mắt thôi thưa quý vị <laughs> dấu hiệu cho thấy tuổi già đã ảnh hưởng rất rất nhiều đối với ông trâm và chúng tôi xin thưa đó trong cái ba cuộc họp báo của ông trâm mà ông nói chuyện với với, với 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 với, những người khách đó thì ông thấy như thế này ba cuộc họp báo đó là cuộc họp báo Emma Malago ông nói gần tới 90 phút mà rồi người ta ngao ngán bởi vì ông nói những chuyện lang thang ông tấn công vào bà camera Harris rồi ông nói những cái chuyện mà Đạt à, đặt tên nha, bà camera Harris hay là phê bình cái nụ cười của bà camera Harris à, thì người ta cũng thấy chán rồi rồi cái cuộc họp báo sau đó thì ông có, có cuộc nói chuyện với ông Elon Musk trên à, trên mạng xã hội X thì ông cũng nói là hai người nói tới hai tiếng đồng hồ mà hai tiếng đồng hồ cũng không đi vào trọng tâm của vấn đề ông khăn nợ ông đề cao ông nhưng mà cuối cùng là cũng không có tập trung bởi vì người nghe đó họ muốn nghe một cách ngắn gọn mà ông nói về cái chủ đề nào để mà có lợi cho cái cuộc bầu cử hay là ông đi vận động tranh cử thì ông không nói. Bây giờ cái cuộc sau khi cái lần thứ ba đó là ông có cuộc họp báo tại ở New Jersey trong đã sân góp của ông đó Bedminster đó thưa quý vị vào ngày 15 tháng 8 thì ông cũng nói lang thang. Ông nói về bà Kamari là cái người đây là người theo chủ nghĩa phát là xã hội chủ nghĩa là cực đoan là cộng sản rồi mới đây ông còn nói thêm đó là người ở Cali đó, là bà là một cái người cấp tiến rất là cực đoan, bà là người phá nát cái này dân chủ của Mỹ, bà là người phá nát cái này kinh tế của Mỹ là phá nát cái biên giới của Mỹ rồi phá nát à, thế giới của chúng ta thì bà đưa ra ông đưa ra những cái vấn đề đó nó không tập trung vào cái điều gì hết thì chúng ta biết là trong những ngày vừa qua thì những người bên đồng minh của ông Trump ngang thưa quý vị đồng minh của ông Trump lên tiếng là nói ông ơi mà những người là thanh cận với ông Trump đó bây giờ nó ông Trump ông đi theo cái kiểu này đó thì ông không đạt được cái kết quả mà từ thua từ thua tới thua cái người đó là ai là thượng nghị sĩ uh, Lindsey Graham hay là bà Kelly uh, Kellyanne Conway bà này là giám đốc của yeah, ông bà là giám đốc điều hành Cái cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump vào năm 2016 đó thưa quý vị bà cũng nói là ông phải tiến về phía trước nếu mà ngày nào ông lây ông nói chuyện mà ông tập trung vào những cái vấn đề tấn công vào cá nhân đó thì nó không ăn nữa mà nó là trở thành nguy hiểm cho nên tất cả những cái sự kiện này cho thấy là ông Trump ông khó trở lại và cái khí thế mà cuộc vận động tranh cử của bà camera Harris đó, như chúng tôi thưa với quý vị ngày hôm qua đó là bây giờ nó tạo thành một khí thế bừng bừng đi lên. Cái khí thế này nó không dừng ở đây. Thường thường mấy ngày vừa qua thì quý vị chúng tôi thưa đó là bà nhận cái trách nhiệm này là gần một tháng rồi. Tức là thiếu một ngày nữa là một tháng. Bà đã vận động tài chánh tới 310 triệu đô la. Trong khi đó, đó là cái làn sáng của người hỗ trợ đó nó nầm nập thì quý vị thấy nó khác với bình ông mà Donald Trump bây giờ ông Donald Trump trước đây ông tạo được cái khí thế là ông vận động tranh cử ông nói những cái điều mà người ta muốn nghe Mỹ trắng muốn nghe nhưng mà ca sĩ mà quý vị biết ca sĩ có hai đi nữa mà ca hoài họ cũng chán đi họ cũng bỏ đi cho nên những cái buổi mà ông hợp mà ông họp báo ở ở New Jersey đó thì nhiều người, ông mời khách tới cũng khá nhiều nhưng mà họ lúc đầu thì ông nghe họ tập trung để họ nghe ông nói nhưng mà ông tấn công ông nói chuyện mà không đi vào trọng tâm của vấn đề không đưa ra một chính sách kinh tế cụ thể thì cuối cùng họ quay qua họ nói điện thoại rồi họ họ chết với nhau họ không đi vào trọng tâm họ nghe họ không đứng gần mà họ lui ra xa thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là ông ông Donald Trump ông sẽ gặp khó khăn bây giờ thì chúng tôi muốn uh, uh, mời quý vị để thấy là cái hội nghị của đón dân chủ ngày hôm qua thì chúng ta thấy là tổng thống joe biden có đọc cái bài uh, diễn văn đó thưa quý vị có đọc bài diễn văn ổng là tâm điểm của cái bài diễn văn ngày hôm qua thì khi ổng thấy là nhiều người quan ngay hỗ trợ tám tụng cho rằng là ông là một vị tổng thống đã biết khi sinh là một lần ái quốc ông đã từ nhiệm quý vị một người mà giữ quyền lực ở trong tay mà được từ nhiệm để nhường cho người khác là một điều vô cùng khó khăn cho nên khi ngày hôm qua trước khi đó ông lên đó thì người con gái ông là cô Ashley uh, uh, Ashley Biden đã giới thiệu ông rồi ông cũng cảm động bởi vì người ta sẽ À, tấn tụng uh, uh, quan hô gỗ tay quá nhiều cho nên ông cũng cảm thấy xúc động với ông thưa quý vị cho nên nói chung đó, thì tổng thống joe biden là cái người mà nhiều người quý mấy ông khiêm nhường từ tốn và ông có kinh nghiệm suốt cả nửa thế kỷ làm việc nữa khác với ông trump là người hung hăng chỉ ai muốn tấn công ai thì tấn công à, thì chúng tôi muốn nói lên cái điều này để quý vị bây giờ ngày hôm qua thì thấy bà carter ritsa bà ra bà có phát biểu theo cái chương trình đó cái chương trình thì bà không có bà sẽ nhận cái trách nhiệm là đại diện cho đảng dân chủ vào ngày thứ năm tức là ngày cuối cùng đó bên ông trump cộng cộng hòa cũng vậy mà bên dân chủ cũng vậy chứ không có phát biểu ngày đầu tiên nhưng mà ngày đầu tiên ông bà ra đó bà bà ca ngợi ông joe biden bà nó là một vị tổng thống chúng tôi thưa với quý vị đây là một vị tổng thống vĩ đại một tổng thống mà biết quyền đặt quyền lợi của quốc gia lên trên quyền lợi của cá nhân và bà muốn bà muốn nhân cái cơ hội này cảm ơn tổng thống Joe Biden và bà muốn nói ngắn gọn bà nói là sự hiện diện của tất cả quý khán thính giả tới đây tham dự đủ thành phần trong xã hội nó nói lên chúng ta sẽ tập trung đi về hướng trước chúng ta sẽ đoàn kết và ngày mùng 5 tháng 11 chúng ta sẽ bỏ một lá phiếu để mà chúng ta cùng nắm tay nhau để bảo vệ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ đó là bà Camera Harris thưa quý vị còn à, tổng thống Joe Biden thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị bây giờ ông Trump nếu mà mở ông Biden mà không mở ông Trump thì quý vị cũng buồn ha nhưng mà chúng tôi muốn mở cho ông slash regulations big factor crack down on trade cheaters and stop outsourcing rebuild our industrial base and bring back those ông Trump thì lúc này bây giờ ông cũng xuống sát lắm thưa quý vị vì ông thấy trước cái sự mà lớn mạnh của đoạn dân chủ và cái khí thế của đoạn dân chủ thì ông buồn ông có phải chốn đoán trước cái tình hình mà nó thay đổi ông trung đó quý vị biết đó là một người rất là cao ngạo Ông nghĩ là không ai hơn ông hết Nhưng mà Trăng khi mà đề cử bà Kamala Harris ấy, thì cái khí thế nó thay đổi. Và đặc biệt là Trăng cái khí thế của sao cái hội nghị đoạn dân chủ đó thì nó sẽ lên cao nữa. Thì giữ cái khí thế được hay không là một chuyện khác. trong khi đó thì cô con gái của ông Donald Trump à, không, xin lỗi, cô dâu của ông Trump tức là Laura Trump cô đó hiện tại là Chủ tịch của đảng Cộng hòa đồng Chủ tịch với ông Wesley ông ly cũng là chủ tịch thì hai người đều là chủ tịch của đảng cộng hòa ngày hôm qua à, hôm qua sáng nay cổ có lên trên đài Fox News và cổ trả lời cổ nói là bà camera là là, là cứ người ứng cử viên giỏm tại sao giỏm bà nói là ngon lành như là ông bố của chồng của tôi đó tức là cô này là dâu của ông 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 Donald Trump thưa quý vị lấy người con trai của à, con của ông Trump thì nói giỏm là vì ông bố của tôi là là có bị thương mà mặc dù bị thương như vậy nhưng mà bởi vì bị thương á, bị bắn hụt á, ấm sát hụt là ngày 13 tháng 7. Ngày 15 tháng 7 đó là ở mới có cái hội nghị của Đảng Cộng hòa, ông vẫn đi dự 4 ngày, ông còn ngon lành hơn. Và vợ chợ cô này cô Laura Trum này của Che đó là bà Camera Harris lên trình bày cái vấn đề vào ngày đầu tiên mà trình bày không có đưa ra cái lộ trình hay là cái kế hoạch hay là chính sách của đảng dân chủ vậy cô lên chỉ nói à, ca tụng ông Joe Biden mà thôi thì cái cô này cũng không biết thật sự ngày hôm qua trong cái chương trình không có bà camera Harris nhưng mà có cái tâm điểm đầu tiên đó là nhiều người phát biểu trang đó có bà Hillary Clinton cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ nhưng mà bà muốn lên giới thiệu về ông Joe Biden và khi ông Joe Biden mà phát biểu xong đó thì xuống đó thì bà bà lên bà lên một lần nữa bà ôm ông Joe Biden tức là ông muốn là tỏ lòng biết ơn là tổng thống Joe Biden đã đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết và để cho bà là cái người kế thừa đàn em kế thừa cầm cái ngọn đuốc để chạy đua vào tòa bạch ốc đó. đó là bà cảm ơn còn ngày thứ năm tới ngày hôm nay bà mới là chính thức nhận cái trách nhiệm và lúc đó trong cái bài diễn văn của bà đó là bà sẽ đạp dài và bà đưa ra cái lỗ đồ, lỗ lỗ đồ cũng như là cái cái kế hoạch cái chính sách đối nếu mà bà thắng cử trong vòng 4 năm tới bà làm cái gì đó là cái chính sách thưa quý vị cho nên cô à, cô Laura Trump đó Cô phát biểu như vậy là nó sai à, chứ không đúng phát biểu như vậy là hầm hồ mà, mà, phê bình người ta mà phê bình không đúng nữa thì đó là cái chuyện dở nhất cái thưa quý vị à, chúng tôi muốn giờ muốn mời quý vị ồ oh, à xin lỗi chúng ta biết là cái bầu cử năm nay nó rất là quan trọng em thưa quý vị tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi là kêu kêu gọi là mọi người nếu muốn yêu chuộng nền tự do của Hoa Kỳ thì hãy hãy đi ủng hãy bỏ phiếu quý vị có ủng hộ nền dân chủ của Hoa Kỳ không và nếu quý vị ủng hộ thì quý vị. Is happening in America. You can feel it. Something we've worked for and dreamed of for a long time. First, though, let's salute President Biden. He, he has been. the champion at home and abroad he brought dignity decency and confidence back to the white house bà à, bà cũng cảm ơn tổng thống joe biden là người làm sạch cái white house bởi vì trong cái thời kỳ qua có ngôi nền ấy hơn có lịch sự hơn có văn minh hơn dưới thời của ông Trump thì cái white house giống như là à, cái à, tòa bản ấp đó giống như là cái nơi mà người ta ra vào đó thiếu cái sự tôn trọng thưa quý vị đó là những cái lời phát biểu mà chúng tôi nghĩ là ngày hôm qua bà cũng ca tụng tổng thống joe biden là cái người mà gọi là đặt trọng tâm lên trên và cái lời cảm ơn hầu hết là những người đều biết ơn tổng thống joe biden là đã để lại cái ngọn đuốc cho thế hệ trẻ và bây giờ thì chúng ta thấy khí thế của à, đoạn dân chủ nó ở trong cái chiều hướng thuận lợi và nếu nó thuận lợi như vậy nó kéo theo đó là ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của các dân biểu các nghị sĩ các, các cấp địa phương nữa thưa quý vị cho nên có thể theo người ta nghĩ là đây là làm trong xanh có thể tràn ngập ở các ở các tiểu bang cũng như là ngay trong quốc hội thường viện và hạ viện đến đây thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an xin kính chào